bán vé số mà. Ai? Con. À, không phải con muốn nghe em á. À, chứ không bán vé số hả? Anh định thấy nó ngồi trong nghiệp hả? À. Dạ không, nó ngồi trên ngồi chơi á. À, ngồi chơi hả? Con của dạ, em hả? Em. À, thấy cũng dễ thương. Thấy tưởng bán vé số thấy cái con vé sách rồi. Thôi. Dạ, ok. Thôi. Đi học đó, rồi nó đi ra chơi á. À, đi học xong ra chơi á. Là em rửa chén hả? Dạ. Rồi, à, ok. Thì anh hay quay mấy cái clip cũng như là ủng hộ mấy người bán vé số á. Thì nhưng mà thấy không biết thấy lao động á, không biết mình ủng hộ có thấy kỳ không hay là sợ chạy chỗ. Trên đâu? Cậu bé hả Mi? Cậu bé ở Nam Linh xuống rồi. Nam Linh xuống không đi. À. Cậu bé nãy anh nó kêu con nó nghỉ học á. Nó đang học rồi cái nó đi. Có không? Dạ. Có không? Cho nghỉ học từ rồi. Nó nghỉ học luôn đó. Nó nghỉ học rồi nó về. Nó nghỉ học rồi nó dắt ra đi chơi đó. À. Em chủ ở đây. À, em là chủ ở đây. Dạ. Mà sao? Ngày qua cũng muốn mua cho nó cái thùng mì á. Mua gì? Mua thùng mì cho nó. À. Dưới đây bán gì hải sản nè? Bán ốc, bán đồ. À, à. Chứ giờ anh muốn tài trợ được không? Hay là... Thì anh muốn cho bán đi hả? Bán nhỏ nhỏ đó hả? Rồi. Chứ còn em thì em có điều kiện rồi. Ờ, à, thì dạ. Em này là nhân viên đúng không? Dạ, thấy tỏi đúng không? Em nói người ta là nó là em gái em không à. Ok, so dạ. I'll just hand some cash to this poor woman here, guys, from Peter Mai. Like cảm ơn anh, thay mặt cảm ơn anh nhiều lắm. Ok. Chứ em tên gì? Dạ. Em tên gì? Tên Mi. Mi á? Ok. Thôi đi anh ơi, thôi được rồi, em ngại lắm thôi. Ngại. Thôi gửi cho mẹ cũng được. Mi lấy rồi. Hả? Có gì đâu ngại. Thường mà ngày nào cũng có hả? Ok. Cảm ơn chú. Ok, gửi con nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn anh nha. Ok. Có gì anh kéo rồi. Giờ anh nghỉ rồi, 12 giờ anh dọn rồi. Ok. Dạ. Thì ơi, chị là em cảm ơn anh nha. Ok, thì anh đi. Anh dạ, dạ. Đi trước nha. Có gì lâu lâu ghé qua ăn. Dạ. Tại vì em nói sự thật thôi, tại vì em nó làm cho em thì em cho tiền nó. Nhưng mà em không có nói với ai là nó làm gì để nói với em biết thôi. Cũng như là em vừa nghe em. Kênh trên YouTube á, làm mấy cái clip từ thiện á. Đừng có quay em lên. Ờ, ok. Không, chỉ cho nước ngoài à. Nước ngoài nó... À, cho nước ngoài á. Nó lập cái quỹ cho anh á. Này không phải là tiền anh chỉ là như là cầu nói à. Đúng không? Chỉ nước ngoài nó... Đừng quay em lên, tùy đó. Ok. Chỉ anh đừng quay hết anh. Ok. Quay để em mới có chuyện ở đây. Không, ở này chỉ là nước ngoài xem à, chứ ở đây không có chia sẻ. Tại vì tụi em cũng mới khó khăn đây thôi. À, okay. Vì anh Phương nói anh giúp đó, anh đừng có đưa nó lên cho tụi em nó nghe. Ok. Dạ. Thôi, giờ anh về trước nha. Dạ. Vâng, nhiều. Ok, vâng nha. Dạ, vâng chị nha. Dạ, dạ. Vâng em nha. Ok, guys, so, we are off. And, I thought they were selling these lottery tickets, but they're not. Anyway, số này may nè. Bữa nay. Mà số này may á, trúng á.
Bán không? Hả? Bán không? Đứng ở đây chắc bán được lắm phải không? À gì chị giữ xe rồi chị bán luôn đó. À. Bán bậy nó kèm thêm. Rồi chứ nắm nắm mới giá chạy luôn thì sao? Hả? Nãy em chạy luôn thì sao? Có sao đâu. Có sao đâu. Không sao. Đã, trời ông đã định vậy rồi. Dạ dạ. Định vậy rồi. Ừ. Nhưng mà ăn cái gì như vậy em thấy cái gì nó cũng gọi là tồn tại đâu. Đúng à. Không? Nó xây chở một hai ngày rồi. Nhưng thôi. Mà mình vẫn phải mình cực một chút thì thôi. Đúng mình không? Vẫn phải bảo vệ cái tài sản mà. Thôi kệ. Nhưng mà người ta tại vì cái tâm người ta muốn tham rồi mà mình giữ cỡ nào đi nữa là tới cái giờ rồi. Đó mình mất rồi là mình không bao giờ chạy đâu khỏi chứ mình phải mất thôi. Đúng không? Còn sao mà nói vậy được? Cái tâm mà rộng rãi thì là không không có gì chứ. Không không có đồng ý. Ừ. Phải kỹ lưỡng chứ. Không, chị nói mày tùy theo người chứ đâu phải ai mà cũng qua đũa hết cả nắm. Không lẽ giờ người ta mua vé số mà đứng rồi nhìn ngoài người ta không phải nhìn chứ ta biết mà ta thông cảm ta cũng biết là mình phải bảo vệ mà. Nhưng mà bị giật á không chưa biết hả chưa nghe tại vì tùy theo người thấy em có tiền có mặt hiền đúng không ừ không phải là hiền hay là gì mà nhưng mà tùy theo cái người mà người ta tham rồi mày cầm một tờ giấy số gì cái mày cầm gì cái người ta chạy luôn cũng là tham đúng không còn mấy cái người mà người ta đã vậy rồi là không bao giờ trời ơi chị để đây nè mà những người khác người ta mua mà chị đang đi giữ xe vậy nè bả cũng bấm giấy số như chị vậy đó mà lại bả lấy hai cặp tất nhiên 20 tờ vậy đó rồi bả đi cái chị mà giữ gửi xe đây nè chứ nó chờ thấy bả lấy xe trả tiền chưa rồi tới chừng lại đếm giấy số thì mất 20 tờ rồi chị nói trời ơi chị nãy tôi thấy lấy 2 cặp giấy số mà chị không có trả tiền cho chị sao rồi thôi ra em thấy không chị vẫn chị nè chị vẫn mất 20 tờ giấy số nhưng mà chị cũng không có chết tại vì chị bữa mất quá chịu khổ bữa nay ngày mai ngày mốt chị cũng phải có lại thôi bù lại ừ đúng không chứ em mà em nghĩ rằng mình đừng có nghĩ rằng mình tham của người ta mà mình sẽ cái gì mà sẽ tồn tại thì nên tham. Ừ. Còn cái gì mà không tồn tại thì cũng nên chỉ còn có gì tồn tại mãi mãi đâu ừ đó cái gì trong cái lương tâm mình mà sao mà để mình có mình tự cái bàn tay mình tạo ra làm tiền để mình sống hàng ngày thôi chứ mình đừng cái mong mà mình tham lam người ta vậy là mình không có gì để tồn tại hết đúng không nhưng mà vẫn là phải kỹ mà vẫn phải cẩn thận mà chứ đâu không nên cho quay lưng cho người ta nóng không, chị nói có lúc ngày em mất luôn á chị nói em cũng vậy đó tùy theo người nhá tỷ như chị thì ở đây chị cũng biết rồi nhá tỷ như người nào tốt người nào xấu người nào đâu biết đâu tham. Nhiều khi đâu biết đâu nhìn đâu biết đâu nhiều khi em là người như vậy chẳng biết không có đâu tại vì cái tâm của người ta đã muốn tham rồi mà em giữ cỡ nào đi nữa thì cũng vậy thôi à không đó không chấp nhận nhưng mà vẫn ủng hộ chỉ có tờ lớn à khói được khói được nhiêu tờ cơ à, 6 tờ hả mới sớm mà sau cái này chỉ có 6 tờ hả không có đủ 10 tờ à, tại vì em lấy cái này người ta có mua rồi ok chứ còn cái đó cầm đi thấy cũng coi xe ở đây cũng lâu rồi mà không đúng rồi mấy năm trước cũng xuống giữ xe đúng rồi mấy năm rồi chị cũng giữ đây giữ kiếm tiền giữ xe hay kiếm tiền giá số hơn à, thì cái nào cũng có rồi đủ ha ừ. Cảm ơn em nha ừ. Thôi chắc ủng hộ chị này luôn đi thấy cũng vui tính nữa. Cảm ơn Cưng nha cảm ơn nhiều nha cảm ơn nhiều nha rồi. Thì giờ chứ cái gì mốt rồi đi gặp nha rồi Cưng ở đâu rằng ở quê ở trên Huế mà giờ đang ở Sài Gòn á dạ có làm gì ở Sài Gòn chắc làm việc hả làm việc ở Sài Gòn á
Làm trực tuyến trên máy vi tính. Chị tên gì? Chị Mười. Mười, ok. Có gì mốt có dịp gặp lại nha. Okay guys, so I dragged that one out a bit. I'm not sure if there was anything entertaining there, but dragged it out a bit. But yeah, this town or this city, I'm gonna call it a city because it's pretty huge. It's the capital of the Mekong, is rife with poverty-stricken people, man. And I think Sop Chang is even worse in terms of evident poverty. Or visible poverty. But Sop Chang has a larger demographic of Cambodians.